Công ty cổ phần Vietcrust tuyển dụng các vị trí: nhân viên tư vấn bán hàng, thu ngân, nhân viên chăm sóc, bảo dưỡng. Vietcrust là chuỗi hệ thống rửa xe thông minh hàng đầu Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng thị trường và củng cố nhân sự. Công ty cần tuyển: 1. Nhân viên thu ngân kiêm tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Mô tả công việc: tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm của công ty. Thực hiện trên phần mềm thiết kế sẵn trên iPad. Quản lý tiền thu chi của cửa hàng, sau đó chuyển về cho công ty. Thu nhập, lương cứng, 6 triệu đồng một tháng, cộng phụ cấp, cộng hoa hồng, doanh số bán hàng. Yêu cầu công việc: nữ, sức khỏe tốt, dưới 45 tuổi, nhanh nhẹn, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt, trung thực, tuân thủ đúng quy định đã được đặt ra, không yêu cầu trình độ, có trách nhiệm, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tham vọng và thăng tiến, ham học hỏi, có sức khỏe. 2. Nhân viên chăm sóc, bảo dưỡng. Công việc: rửa xe theo tiêu chuẩn của chuỗi rửa xe thông minh Vietcrust. Làm các công tác dịch vụ cho xe. Làm việc theo ca. Yêu cầu: nam, từ 18 đến 40 tuổi. Không yêu cầu trình độ, có trách nhiệm, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tham vọng và thăng tiến, ham học hỏi, có sức khỏe. Quyền lợi được hưởng: đảm bảo thu nhập 8 triệu đồng trở lên. Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm. Địa điểm làm việc: 1. Tại các quận trong thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đồng Nai, Bixi Tân Hiệp, số 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. 3. Bình Dương, Bixi Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lotte Thuận An, Lái Thiêu, Bình Dương. 3. Thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ bao gồm: chứng minh nhân dân photo công chứng, sổ hộ khẩu photo công chứng, sơ yếu lý lịch có xác nhận xã, phường, hai hình 3x4, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe. Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở chính. Mọi thắc mắc được trao đổi cụ thể và rõ ràng khi đến phỏng vấn. Địa điểm phỏng vấn: số 172 Hoa Lan, phường 2, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: chị Trang 0919907117. Mail: trang.ntha@vietcrust.vn.